Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1455 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthygmail gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 5-6 năm về trước, thời điểm đó bạn chỉ mới học lớp 9 mà thôi. Bạn kể rằng nhà của bạn nằm ở khu vực Bình Long, Bình Hưng Hòa gia đình của bạn thì theo đạo công giáo cho nên bản thân bạn ngay từ nhỏ cho tới năm mà bạn học lớp 9 bạn chưa bao giờ suy nghĩ gì tới vấn đề tâm linh cả và bản thân của bạn cũng không nghĩ rằng mình sẽ trải qua câu chuyện này để mà trả giá cho hành động phá phách của mình bạn nói mẹ của bạn á là mở tiệm kinh doanh tại nhà. Thành ra hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi mà đi học về xong, bạn vô tắm rửa, ăn cơm sau đó học bài. Học bài xong á thì bạn sẽ ra tiệm để mà dọn hàng phụ với mẹ của mình. Sau khi mà dọn hàng vô xong xuôi hết rồi, lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ, có khi 8 giờ mấy tối. Thì theo thói quen của bạn á, sau khi mà dọn hàng xong bạn sẽ rủ mấy đứa bạn ở trong xóm đồng trang lứa với bạn á nguyên nhóm sẽ kéo nhau đi bộ lòng vòng giống như là đi tập thể dục trước khi ngủ cho khỏe vậy đó các bạn thì nói chung nào giờ đi á bạn chưa bao giờ bị gì chưa bao giờ thấy gì hết nhưng mà cho tới cái năm bạn học lớp 9, bạn nhớ rõ là tháng đó là tháng 7 âm lịch mà theo dân gian của mình á thì người ta nói tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, người ta rất là hay cúng cô hồn các bạn ha. Bạn kể rằng ngày hôm đó sau khi mà phụ mẹ dọn hàng xong, lúc này cũng đã 8 giờ mấy tối rồi. Bạn mới đi cùng với lại mấy đứa bạn kia, cả nhóm mới kéo nhau đi thì có đi ngang qua một cái con hẻm mà con hẻm này nằm đối diện với lại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa luôn. Thì lúc này bạn mới nhìn vô cái nhà ngay đầu hẻm á, bạn thấy rằng người ta đang cúng cô hồn các bạn. Người ta cúng nào là bánh kẹo, trái cây, nhang đèn với lại giấy tiền vàng bạc. Thì lúc đó bạn muốn phá mà bạn nói rằng á mặc dầu mình là con gái nha nhưng mà không có điềm đạm gì cả tính tình của bạn rất là loi choi lóc chóc bạn quậy lắm thì khi mà bạn nhìn thấy sau khi mà người ta thắp nhang xong á, người ta mới đi vô nhà. Bạn mới nói với lại mấy đứa bạn của bạn rằng á là ê tụi bay, tụi bay coi tao quẩy này vui lắm nè. Sau đó bạn mới chạy lại ngay cửa nhà của người ta. Mà bạn nữ này không phải là giật cô hồn nha các bạn, mà bạn đã cúi xuống, bạn đã thổi hai cái chung đèn cày mà người ta thắp á. Sau đó bạn mới chạy đi Thì nguyên nhóm nó cũng chạy theo bạn Cười quá trời cười luôn Và bạn chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cái hành động quậy phá giỡn cho vui của mình thôi Chứ không có nghĩ tới vấn đề mạo phạm người ta đâu các bạn Thì khi mà đi bộ thêm dòng nữa Bắt đầu mạnh ai về nhà nấy Rồi bạn cũng lên bạn ngủ ha Thì tối hôm đó bạn ngủ bạn đã bị sốt Cho tới sáng hôm sau mặc dầu vẫn còn bị sốt Nhưng mà bạn vẫn ráng đi học Thì khi mà đi học á nguyên ngày đó bạn rất là mệt cho tới chiều về á bạn mệt bạn sốt mà bạn không có dọn hàng phụ mẹ nổi và cũng không có đi bộ với mấy đứa kia nổi luôn thì tối hôm đó bạn bị sốt rất là cao sốt cho tới sáng mẹ của bạn thấy vậy á mẹ mới xin cho bạn nghỉ học rồi bạn mới nằm ở nhà bạn uống thuốc hạ sốt ăn cháo rồi ha nhưng mà bạn đã bị sốt trong vòng mấy ngày trời luôn không thể nào đi học được thì lúc đó mẹ nghĩ rằng có thể bạn đã bị mũi chích rồi bị sốt xuất huyết thành ra mẹ mới dẫn bạn lên cái phòng khám gần nhẹ để mà cho bác sĩ khám thì khi mà người ta khám người ta nói rằng bạn không có bị sốt xuất huyết mà chỉ bị sốt thông thường thôi cho nên bác sĩ mới cho bạn uống thuốc hạ sốt với lại vitamin c rồi kêu về nhà nghỉ đi thì sau đó bạn mới về nhà ha Thì hôm đó cũng đã gần cả tuần lễ Bạn bị sốt Và cũng đã nghỉ học cả tuần lễ rồi các bạn Thì khi mà bạn về á Mẹ mới cho ăn cháo rồi uống thuốc Thì sau đó là bạn nằm ở trên phòng bạn trên ghét á Trước khi mà mẹ đi ngủ á Mẹ có lên mẹ rời chán Để coi coi á là bạn có hạ sốt hay chưa thì mẹ thấy rằng bạn cũng đã bớt bớt sốt rồi cho nên mẹ mới kêu rằng là thôi bây giờ con ngủ đi ráng ngủ nha con mẹ xuống mẹ ngủ đây thì lúc này mẹ mới đi xuống thì lúc đó chỉ còn có một mình bạn ở trong buồng thôi bạn diễn tả rằng nhà của bạn do đã cất từ lâu nhà bạn thì chỉ có cái tầng trệt ở dưới với lại cái gác ở trên cái phòng của bạn thì nằm ngay chỗ cuối ghét luôn Mà do nhà đã xây lâu rồi Cho nên phòng của bạn không hề có cái cửa sổ nào cả Chỉ có duy nhất một cái cửa để mà mình ra mình vô thôi các bạn Thì do là chỉ có cái cửa đó Thành ra trong buồn của bạn á nó nóng nực dữ lắm cho nên bạn phải để một cái quạt ngay chỗ cái cửa phòng tại vì chỉ có chỗ đó là có cái ổ điện thì bạn để ngay cái cửa phòng đó Rồi bạn thổi gió vô để mà cho nó thoáng nó mát Và cái cửa phòng của bạn bạn không hề đóng Từ nào giờ ngủ là không có đóng cửa phòng nha các bạn Thì bạn kể rằng khi mà mẹ của bạn đi xuống dưới nhà rồi á Lúc đó là bạn nằm đó bạn vẫn còn thức thì bạn cũng muốn ngủ Bạn muốn cố gắng ngủ đi Để mà cho nó khỏe Nhưng khi mà bạn nhắm mắt lại á Thì bạn lại không ngủ được Là tại vì cái cửa phòng của bạn á Thì thay vì bình thường bạn sẽ mở cái cửa phòng rồi cái quạt á, thì mở bên đây để thổi gió vô cho nó mát thì bây giờ cái cửa phòng của bạn á là tự nhiên nó đóng lại nó đóng lại xong rồi cái nó lại bật và nó mở ra thì khi mà nó mở ra nó đụng chúng vô cái quạt nó cứ làm như vậy suốt luôn các bạn cứ lịch kịch lịch kịch suốt luôn nhưng mà cái cửa phòng không phải là nó mở ra mà nó mở lớn ra nha nó chỉ mở ra khúc vậy chúng vô cái quạt cái đó đóng lại cái nó mở ra khúc về chúng vô cái quạt cái nó đóng lại thì nó cứ tạo ra cái tiếng hả là lịch kịch lịch kịch hoài luôn thành ra bạn rất là khó chịu nhưng mà lúc đó do bạn mệt á cho nên bạn chỉ mở mắt ra bạn nhìn thì bạn thấy rằng chút xíu cái cửa nó cứ bật ra nó trúng vô quạt cái nó đóng lại cái hồi sao cái nó bật ra nó trúng vô cái quạt cái nó đóng lại thì bạn nhìn mà Nói chung bạn rất là bực bội Bởi cái tiếng đó nó ồn ào Khiến cho mình đã mệt rồi Mà mình cũng không thể nào ngủ được Thì sau tầm khoảng chừng 5-10 phút á Thì bạn thấy rằng á, sao mà nó cứ đóng tới Đóng lui hoài Mà trong khi đâu có gió gì đâu Cho nên á, là bạn mới ráng, bạn mới lết dậy Bạn mới đi lại đằng cái cửa Bạn mới mở cái cửa, bạn nhìn ra ngoài Để coi coi mẹ của mình có Đóng cái cửa sổ ngoài chưa nhưng khi nhìn ra ngoài thì bạn thấy mẹ đã đóng cửa trơn rồi Thì làm sao mà có gió lùa vô để mà cái cửa của bạn nó tự động nó mở được Nhưng mà lúc đó bạn không hề nghĩ gì tới chuyện tâm linh Bạn nghĩ rằng cái cửa của mình nay nó làm sao đó đó Thôi bây giờ là mình đóng lại hẳn luôn để cho nó đừng có bung ra nữa Thì lúc này bạn đã đóng cái cửa lại luôn rồi bạn mới vô bạn nằm Thì lúc mà vô nằm mới có chút xíu à, chưa kịp ngủ gì trơn mới nhắm mắt để đó tự nhiên bạn nghe cái kịch cái bạn mới giật mình bạn mở mắt ra thì khi mà bạn mở mắt ra thì bạn lại thấy rằng cái cửa bây giờ mới nãy rõ ràng mình đã đóng lại rồi nhưng mà mình chưa có gầy chốt thôi thì bây giờ nó lại bung ra và nó đụng vô cái quạt cái nó đóng lại cái nó bung ra cái nó đụng vô cái quạt cái nó đóng lại thì bạn thấy ủa kỳ vậy trời sao mới nãy mình đã đóng hẳn cái cửa rồi mình đóng hẳn luôn rồi chứ đâu phải mình khép hờ đâu mà mình nói là gió nó thổi vô nó bung ra ủa mình đã đóng rồi mà sao tự nhiên nó bung ra nữa vậy ta cái cửa mình bị hư hết ta cái hồi sau nghe khó chịu bực bội bởi cái tiếng động đó cho nên bạn lại tiếp tục ráng ngồi dậy rồi đi ra ngoài cửa mở cửa ra nhìn giáo giác bật đèn lên luôn nhìn giáo giác giáo giác ngoài không có cái cửa sổ nào mở cả cái cửa chính cũng không mở luôn thì bạn bực lắm cho nên kỳ này á bạn đã đóng cửa hẳn lại và gài chốt trong luôn thì khi hỏi các bạn nếu mà mình đã gài chốt ở trong rồi thì làm sao mà cái cửa nó bật ra được nữa đúng không các bạn thì bạn nghĩ rằng mình gài chốt trong để cho nó khỏi bật ra nữa bạn mới vô bạn nằm thì mới vô nằm có hai ba phút cái cửa này nó lại tiếp tục á không biết sao mà cái chốt nó lại mở ra được và nó lại bật ra nữa các bạn khi nó bật ra đụng vô cái quạt đó, nó đóng là cái kịch nó đụng vô cái quạt cái nó đóng là cái kịch. Cứ liên tục vậy đó thì lúc đó bạn hơi sợ. Bạn nghĩ rằng ủa mình đã gài chốt rồi. Mới nãy có thể là do cái cửa nó tự động nó bung ra đi, mình không nói. Còn đằng này mình đã gài cái chốt ở trong. Nếu mình không mở ra thì làm sao mà cái cửa nó có thể bật ra được các bạn? Làm sao nó có thể tự mở chốt mà nó bật ra được đúng không? Thì lúc đó bạn sợ rồi, thành ra là bạn đã ngồi bật dậy bạn đi xuống dưới phòng của ba mẹ vô ngủ ké với ba mẹ luôn mà lúc đó ba mẹ ngủ mất tiêu rồi đâu hay bạn vô đâu thì bạn nằm dưới cái bạn ngủ cho tới sáng cho tới sáng hôm sau mẹ dậy mẹ thấy bạn nằm cái mẹ hỏi đỡ ông con mà sao tự nhiên xuống dây nằm vậy cái bạn mới thức và bạn kể cho mẹ nghe là tối hôm qua chuyện vậy vậy đó thì mẹ của bạn không tin mẹ bạn nói rằng đó là chợ không có đâu con ở nhà mình ở từ nào giờ có gì đâu À, chắc là do hả con bị sốt quá rồi con bị mê sản thôi chứ không có gì đâu thì mẹ mới rờ mẹ thấy cái chán bạn còn nóng quá cho nên hôm nay tiếp tục lại không có đi học được nữa thành ra lại phải ở nhà để mà ăn cháo để mà uống thuốc các bạn thì cái ngày đó bạn cũng nghĩ rằng có thể là tối hôm qua mình sốt quá cho nên nó là mình thấy vậy nhiều khi mình mê sản mình nằm mơ mà mình nghĩ rằng mình thấy thiệt mẹ mình nói đúng Thành ra bạn cũng không sợ nữa Thì bạn cũng lên trên phòng của bạn Bạn nằm tiếp Thì nguyên ngày hôm đó là Không có chuyện gì xảy ra ha Thì cho tới tối hôm đó Khi mà ăn cháo rồi uống thuốc cử cuối Mẹ mới kêu rằng là thôi ráng ngủ đi con Ráng ngủ đi Ráng ngủ nha để cho mau khỏe Rồi mẹ cũng xuống Thì khi mà mẹ của bạn xuống kỳ này á Là bạn quyết định rằng là thôi Để tránh cái trường hợp mà mình mê sản nữa thì thôi kỳ, này á, là mình kéo cái quạt vô rồi á, là mình đóng cái cửa hẳn mình gài cái chốt hẳn luôn rồi cái bạn mới leo lên bạn nằm bạn nằm á, thì tầm khoảng 5 phút sau nè bạn nói rằng lúc đó bạn chưa hề ngủ bạn chỉ nằm và nhắm mắt cố gắng cố gắng ngủ thôi nhưng mà chưa ngủ được thì lúc này tự nhiên bạn nghe một cái cực là cái cửa nó đã bật ra nữa rồi thì bạn lại bàn hoàng bạn mới mở mắt ra tiếp khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng á, là cái cửa bây giờ nó đã mở rộng ra luôn. Nó mở bự ra luôn. Và lúc này bạn thấy có một người đang đứng ở ngoài cửa. Người này đang từ từ, từ từ lướt vô mà trong phòng của bạn á, do là bạn bệnh đó các bạn. Cho nên bạn không có tắt đèn. Bạn vẫn mở đèn sáng. Thì bạn thấy rõ ràng cái người này á là một người phụ nữ. Cái bà này bà hơi ốm nha. Cái gương mặt của bà rất là hung dữ Tuy rằng cái mặt không có răng nanh gì cả Không có phải là tái mét hay là trắng tươi gì cả các bạn Cái mặt bà bình thường lắm Nhưng mà có điều rất là hung dữ Dữ lắm Người bà ốm, mặt bà ốm ha Mặt hung dữ, hầm 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 Bắt đầu lướt vô Thì bạn mới nhìn xuống Ở phần trên của bà thì bình thường Nhưng tới cái bụng của bà đó Là ta nói từ cái phần bụng xuống dưới luôn Máu me tài le các bạn thì khi mà bạn nhìn thấy như vậy bạn rất là hoảng hốt bạn sợ hãi bạn nghĩ trong đầu ủa ai vậy ai mà vô phòng mình vậy trời ai vậy trời ai vậy ai vậy bạn tính la làng lên nhưng lúc đó bạn không la được không la được các bạn tai chân cứng ngắc không nhúc nhích được chỉ có con mắt đang mở và nhìn bả được thôi thì lúc này bạn thấy rằng á cái bà này á bả mới lướt từ ngoài cửa bả lướt vô ha xong rồi bà đứng kế bên bạn đang nằm thì trên tay của bà lúc đó bạn thấy rằng bà cầm một cái cây nhang bà mới cắm cây nhang vô trong bụng của bạn á mà bà chửi bạn vậy nè tao đang nhờ á là hương khói đèn cày để mà tao về tao ăn tao đang nương nhờ đó tao tính về tao ăn rồi mà mày mày nghĩ sao mà mày thổi tắt cái đèn cày của tao để cho tao không ăn được tao phải đói Mày nghĩ sao vậy? Tao phải theo mày, tao phải theo mày. Thì khi mà bạn bạn nghe bà nói vậy bạn sợ hãi lắm, bạn hoảng hốt, bạn không biết phải làm sao. Thì lúc đó hả bà cứ cắm, cứ cắm cứ cắm cái nhang vô trong bụng của bạn giống như đâm bụng bạn vậy đó ha. Thì lúc này bạn sợ quá, bạn mới nhớ lại bạn là đạo công giáo mà. Cho nên bạn đã cố gắng bạn nhắm mắt lại để mà không nhìn bà nữa và bạn suy nghĩ ra hình ảnh của Đức Chúa và Đức Mẹ Maria thì lúc này bạn cố gắng bạn suy nghĩ ra hình ảnh Đức Chúa, Đức Mẹ. Xong rồi bạn mới ráng, bạn ráng, bạn suy nghĩ tới cái việc đọc kinh ở trong đầu của mình. Thì sau một hồi, một hồi trôi qua, thì bạn cảm nhận rằng cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng rồi. Nó không còn cứng ngắc cứng khừ như mới nãy nữa. Lúc đó bạn mới mở mắt ra. Thì bạn thấy rằng cái bà này bà đã biến mất tiêu rồi. Lúc đó bạn mới cố bạn ngồi bật dậy thì bạn thấy rằng mình bật dậy được. Bạn mới chạy xuống nhà bạn khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mới chỉ trôi qua tầm khoảng chừng 15 phút, ba với mẹ bạn là chưa ngủ ở dưới. Thì bạn chạy xuống dưới bạn khóc, bạn mới kể lại cho mẹ nghe là mới nãy con thấy như vậy, như vậy, như vậy đó. Cái mẹ của bạn mới hỏi rằng đó là cái bà đó bà nói là con thổi đàn cày á thì con có thổi đàn cày của người ta hay không? thì bạn mới nhớ rằng đó là hôm đó khi mà bạn thấy nhà người ta cúng cô hồn bạn đã chạy lại và bạn thổi hai cái chung đèn cày mà người ta đã thắp thì bạn gật đầu bạn nói dạ có hôm trước đó, con đi bộ với lại mấy đứa thì con đi ngang qua cái nhà ngay chỗ đó ngay chỗ đó bạn chỉ ngay đó ha thì con ngang đi ngang qua cái chỗ đó đó con thấy người ta cúng thì con quậy con giỡn cho nên con nhào lại con thổi tắt mất hai cái chung đèn cày xong rồi con bỏ chạy mà con không có suy nghĩ gì đâu con nghĩ là con giỡn cho vui con giỡn con quậy cho vui thôi thì bạn vừa khóc bạn vừa nói thì mẹ mới la quá trời luôn mẹ nghe nói tới đó là mẹ biết là bạn đã mạo phạm người ta thành ra là bạn mới bị sốt bữa giờ mà ta nói không có uống thuốc hạ sốt mà thí dụ như nó hạ chút xíu thì ngồi nó lại tăng lên tiếp rồi không đi học được bữa giờ cũng đã tuần mấy gần hai tuần lễ rồi thì qua hôm sau mặc dầu là đạo công giáo Nhưng mà mẹ của bạn cũng đã mua đồ cúng Rồi sau đó đó mẹ mới lại ngay chỗ cái nhà đó đó mẹ nói người ta Xong rồi đó là xin phép người ta để cho cúng ngay đó người ta cũng cho các bạn Tại vì mẹ nói là bạn đang bệnh vậy đó Thì người ta cũng thông cảm người ta cho Thì sau khi cúng xong á là về á qua hôm sau thì bạn đã hết sốt luôn rồi á là từ đó về sau bạn trước đó thì bạn không có siêng năng đi lễ đâu nhưng mà từ đó về sau mẹ kêu rằng là thôi bây giờ con ráng đi xin lễ rồi đi uh, mình đọc kinh rồi vậy đó ha thì hả sau này mình sẽ không có gặp những chuyện vậy được nữa thì lúc đó là bạn đã ráng đi lễ cầu nguyện liên tục luôn các bạn thì từ đó về sau là bạn không có còn thấy gì nữa thì đây là cái câu chuyện do bạn nữ đã trải qua chuyện này á bạn nói rằng bạn nhớ đời luôn hả giống như là một bài học kinh nghiệm cho bản thân của bạn vậy đó thì khi mà nghe chuyện này mình cũng có bài học kinh nghiệm các bạn ha mình nghe chuyện này á thì mình dặn dò con cháu của mình tại vì nhiều khi á mấy đứa nhỏ nó không biết cho nên đó là nó thấy người ta cúng thì nó hay quậy phá các bạn thì mình nhắc nhở con cháu của mình để mà cho nó tránh cái trường hợp chỗ người ta đang cúng mà người ta cúng như vậy thì chỗ đó gọi là linh thiêng rồi tự nhiên nhào lại quậy phá vậy thì người ta quở cho là đúng rồi thành ra mình dặn con dặn cháu và bản thân của mình cũng sẽ rút được kinh nghiệm qua câu chuyện này các bạn ha thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay tiếp theo là chuyện của một bạn nam bạn nam này thì quê của bạn ở Việt Nam là Long An hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại úc bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta là cũng nhiều câu chuyện, à, cũng hơn 10 câu chuyện á. Nhưng mà thi nhớ rằng á là thi đã kể chuyện của bạn rồi. Cái này là thi chia sẻ trước nha. Thi nhớ là thi đã kể chuyện của bạn rồi. Nhưng mà sau đó bạn có gửi mail cho thi và bạn nói với thi rằng á là à, chị thi chỉ mới kể có phần nữa, mới có 6 7 chuyện gì là chị kể rồi thôi. Còn những chuyện sau là chị thi chưa kể chị thi kể lại đi thì lúc đó thi đọc thì thi thấy rằng những cái câu chuyện này công nhận là nó lạ thiệt nhưng mà để thi kể ra đây tại vì thi cũng kể quá nhiều chuyện bạn nam này cũng gửi vào năm 2017 2018 gì đó đó các bạn cho nên nó là thi thiệt tình là thi không nhớ là thi đã kể hay chưa nhưng mà khi thi đọc á thì thi thấy rằng đó, nó lạ thành ra hôm nay thi sẽ kể lại những chuyện sau mà bạn nói là thi chưa kể á, tại vì bạn nói là bạn theo dõi thi thường xuyên hầu như ngày nào cũng coi và bạn thấy là thi chưa có kể những câu chuyện sau mà bạn gửi cho nên bây giờ thi kể nếu mà thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho thi các bạn ha, thì bạn nam kể rằng á là câu chuyện mấy chuyện này á là do người chị ba chị ba này á là vợ của người anh ba là anh họ của bạn tuy rằng là anh họ nhưng mà dạng ở chung trong một xóm á cho nên mấy anh em rất là thân thiết với nhau thì chị ba này á là đã kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện mà xảy ra ở trong khu xóm của chị ấy quê của chị ba này là ở tân trụ long an nha thì câu chuyện đầu tiên á chị ba kể rằng hồi đó cách đây cũng đã mười mấy gần hai chục năm trước thì ở trong xóm của chị cách nhà của chị tầm khoảng chừng ba bốn căn thôi là có nhà của một cái anh đó mà cái anh này á thì mình sẽ gọi tên là thanh đi cái anh thanh này á thì tính tình của ảnh quậy phá dữ lắm ảnh phá ảnh quậy cực kỳ luôn cho nên nó là nhà của ảnh rất là bực bội la rầy hoài nhưng mà ảnh cứ như thế các bạn thì hôm đó đó bà nội của ảnh rất là tức không biết là ảnh quậy cái vụ gì đó thì bà nội rất là tức cho nên bà nội của anh thanh này mới chửi mới nói rằng là tại sao mày cứ quậy phá mày mày cứ hả là phá hoại gia đình này hoài mày không muốn gia đình này yên ổn hả mày sống vậy á thì mày chết đi thì lúc đó cái anh này nghe bà nội mình chửi vậy cho nên anh nói rằng là được rồi tôi chết cho bà coi để tôi tìm cách tôi chết cho bà coi thì bà nội lúc đó giống như là đang trong cái cơn nóng giận cho nên á bà nội của anh thanh này á là cứ chửi cứ chửi và khi mà nghe ảnh nói câu đó đó thì bà mới kêu rằng á là mày giỏi á mày treo cổ mày tự giận mày chết đi chứ mày sống làm gì để mà mày báo gia đình báo cha mẹ báo hả là cả nhà như vậy mày giỏi mày đi chết đi thì bà nội chửi tới đó cái anh thanh này mới bỏ nhà đi thì lúc đó bà nội cứ nghĩ rằng nó đi chút xíu nó quay lại thôi nhưng mà ai về đâu á hôm đó ảnh không về ảnh không về các bạn rồi qua hôm sau ảnh vẫn không về cho nên lúc này gia đình của ảnh rất là lo lắng anh thanh này có một người anh trai thì người anh trai của anh thanh mới đi lại nhà của mấy người bạn của anh thanh này nè rồi tới những cái chỗ mà anh thanh hay tới để mà kiếm rồi hỏi người ta thì mấy bạn bè của anh thanh nói rằng không thấy nó rồi tới mấy cái chỗ mà ảnh hay tới á thì người ta nói rằng không thấy nó qua lúc đó mọi người đi tìm rất là nhiều nhưng mà không có không có các bạn thì cho tới cái ngày thứ ba hôm buổi chiều ngày thứ ba tự nhiên bà nội của anh thanh nó không biết làm sao mà xui khiến là bữa giờ mọi người kiếm khắp nơi nhưng mà không có tìm gần nhà thì buổi chiều hôm đó cái lúc mà trời sắp chạng vạn tối mà lúc đó trời mưa lâm râm như các bạn trời sấm chớp y đùng luôn thì giống như là ai xui khiến bà vậy đó bà mới đi ra sau nhà thì bà đi thẳng ra phía sau là ra biển thì không biết biển là gì bạn giải thích biển là giống như cái chỗ đó là ven sông vậy đó à, chỗ quê của bạn kêu là biển thì bà nội mới đi thẳng ra sau biển á thì lúc này bà mới hét lên bà hét lên xong bà mất xỉu luôn thì khi mà mọi người nghe tiếng bà hét cho nên mọi người mới túa ra và trong đó có chị ba của bạn nữa thì lúc đó là mọi người túa ra nha nhìn thấy bà nội xỉu và nhìn ngay chỗ cái cây mà kế bên sông á thì cái anh thanh này ảnh đã treo cổ trên cái cây đó mà chị ba nói rằng nha khi chứng kiến cái cảnh tượng này á chị ám ảnh không thôi luôn sau này mà cứ tới buổi chiều chiều chạng vạn mà mưa lâm râm hay là có sấm chớp ì đùng hoặc là nhìn những cái con kiến vàng là chị sẽ ám ảnh cái vụ đó là tại vì khi mọi người túa ra Nhìn thấy cái anh này treo cổ tự vẫn Mà thân xác của ảnh lúc đó sắp phân hủy rồi các bạn Thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh như thế này nè Trời đang mưa Đang mưa Rồi gió thổi cái xác của ảnh Nó đung đưa qua lại Qua lại vậy nè Rồi hả là sắm chết y đùng y đùng Nó chết nhoáng chớp nhoáng Lúc nó tối lúc nó sáng lên Thì cái cảnh tượng khi mà mình nhìn cái xác của ảnh đó treo lủng lẳng qua lại vậy nó rất là kinh dị rất là thấy ghê thì sau đó chị ba nói rằng á ba của anh thanh và người anh trai của anh thanh đã tháo anh ấy xuống thì khi mà tháo xuống á lúc đó là xác đã sắp phân hủy rồi và do trên cây nó có kiến vàng á các bạn cho nên cái xác của ảnh á bị rất là nhiều kiến vàng nó bu vô và nó cắn da của ảnh nó lỗ chỗ lỗ chỗ rất là kinh dị thì lúc đó rất là ám ảnh ha thì mọi người cũng đem xác ảnh về sau đó là cũng an táng rồi chôn cất bình thường thì lúc mà chôn xong rồi á thì anh thanh này khi mà ảnh chết ảnh có để lại một cái chiếc xe máy cũng tốt cũng đẹp lắm thì người anh trai của anh thanh mới lấy cái chiếc xe máy này đi thì ngay cái ngày đầu tiên khi mà cái anh này lấy đi á thì ảnh đã bị tai nạn mà ta nói anh tự té luôn chứ không ai đụng hết đang chạy cái tự nhiên té rồi hả bị rất là nặng đập đầu xuống đường á các bạn thì hơn lúc đó là người dân người ta đã đưa anh này đi cấp cứu kịp thời vô thì bác sĩ người ta cứu kịp cho nên anh này là qua cái cơn nguy hiểm thì những người dân xung quanh cái khu vực mảnh tự té người ta nhìn thấy người ta nói rằng không nó không có đụng ai mà cũng không có ai đụng nó cả tự nhiên nó chạy tới đó nó té mà trong khi chỗ đó cũng không có ổ gạo dịch ổ do gì hết thì lúc này á là ảnh bị hôn mê các bạn tại vì á là à, tuy rằng bác sĩ đã cứu được ảnh nhưng mà ảnh vẫn còn hôn mê thì mấy ngày sau mới tỉnh cái lúc mà ảnh hồi tỉnh rồi á khi mà ảnh tỉnh táo rồi á thì gia đình mới hỏi mới hỏi rằng tại sao mà con chạy con không đụng ai mà không ai đụng con mà đoạn đường đó nó cũng trơn chu nó đâu có ổ gạo do gì đâu mà tại sao con té vậy mà con làm gì một con té gì con chạy làm sao mà con té mạnh đến nỗi mà nó nguy hiểm đến tính mạng như vậy may mắn là người ta đưa con đi bệnh viện kịp thời cấp cứu kịp thời chứ nếu không là con tiêu rồi thì lúc đó các anh lại mới kể rằng đó là cái lúc mà con đang chạy xe đó thì tự nhiên con nghe tiếng thằng thăm là tiếng cái anh đã tự vẫn chết đó các bạn con nghe tiếng nó ha con đang chạy mà con nghe nó la rõ ràng ở trong cái lỗ tai của con nó nói rằng đó là tại sao xe của tao mà mày lấy đi Mày lấy đi mày không xin phép tao Tao sẽ xô cho mày té gãy cổ Thì khi mà vừa la xong vậy đó Là tự nhiên con cảm giác như có một cái lực rất là mạnh Và lực này đã xô con khiến cho con té đập đầu xuống đất Thì khi mà nghe vậy mọi người sợ lắm các bạn Sau đó cái anh này cũng nằm bệnh viện Thời gian khi mà khỏe rồi thì bác sĩ cho anh về Cái lúc mà anh về nhà thì anh đã lại ngay chỗ bàn thờ của em trai mình Anh mới khấn vái Thấp nhang khấn quá anh mới nói rằng thanh ơi bây giờ anh mất rồi mà cái xe của em á thì nó vẫn còn rất là tốt cho nên nó là lần trước anh lấy đi mà anh không có xin phép em thì em cho anh xin lỗi thì bây giờ á là em cho anh đi cái xe đó đi thí dụ như xe em mà có hư heo anh sửa xe mà có dên chùi anh rửa đừng có nhét anh dậy nữa nha em thì sau đó ảnh đi cái xe này bình thường các bạn thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra bên nhà hàng xóm của chị ba của bạn tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này á là ở trong xóm của chị ba hồi đó có hai cái ông hai ông này là bạn thân với nhau và hai ông này á là thường xuyên á là cứ chiều chiều tối tối hoặc là hả tám chín giờ là hai ổng hay rủ nhau đi cắm câu sau khi mà đi cắm xong rồi á thì tới sáng sáng thì hai ổng mới đi ra để mà thăm câu các bạn ha thì cái ngày hôm đó cũng vậy hai ông chuẩn bị đâu chăm cần câu á rồi bắt đầu á là mới đi tới một cái đoạn sông đó mà đoạn này á thì từ nào giờ hai ổng lần đầu tới thì hai ổng cũng cắm câu bình thường vậy đó ha thì cái lúc mà cắm xong rồi á thì hai ông mới nói là đi về ngủ thì khi quay lại mới đi tầm khoảng chừng có 3 bốn bước chân thôi thì tự nhiên hai ông đều nghe nha là cái tiếng cá nó quẩy giống như là nó đã mắc câu rồi đó các bạn nó quẩy lên rất là lớn rất là mạnh thì hai ông mới nghe hai ông mới quay lại mới nói với nhau rằng chà con cá này chắc là phải bự lắm đây cho nên nó mới quẩy cái tiếng nước mạnh như thế nghe lớn như thế thì một ông mới tiến lại coi coi cái cần câu nào mà dính cá thì thấy rằng có một cái cần câu nó giật 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 về nè thì lúc đó ông mới tiến lại ông mới giật cái cần lên nhưng mà không giật được các bạn giống như con cá đó phải thiệt là bự thiệt là nặng cho nên không thể nào mà giật được thì cứ kéo hoài kéo không được thành ra cái ông kia mới thấy vậy á mới lại để mà phụ kéo thì hai ông kéo lên hoài kéo không được nha thì hai ông nói trời cá gì bự dữ vậy cái gì bự dữ vậy sao kéo hoài không được vậy thì hai ổng mới cố gắng ráng sức ráng một hồi sau thì cái cần câu nó lên mà do là cái trớn á các bạn thành ra khi mà hai ổng kéo lên một cái á là cái cần câu nó văng ra luôn nó văng ra phía sau lưng của hai ổng luôn thì khi mà văng ra như vậy á thì hai ổng cứ đinh ninh rằng con cá nó phải bự dữ lắm thì lúc mà quay lại để kiểm tra coi là cái con cá gì nó bự cỡ nào mà như thế thì khi mà coi á Các bạn biết là gì không Đó là nguyên cái đầu người Nguyên cái đầu người Đầu tóc bù xù Con mắt mở ra chớp lại Mở ra chớp lại các bạn Trời ơi hai ổng mới sợ Mới sợ quá trời Mới bỏ chạy luôn Thì khi mà chạy về cho tới sáng bững rồi Mới dám ra Cái lúc ra thì coi lại là không thấy cái đầu đâu nữa mà cái cần câu nó văng lên bờ mới nãy thì nói đó cũng không có luôn mà bây giờ cái cần câu nó đang nằm chỗ cũ nó đang cắm ở dưới sông đó các bạn. Nó y nguyên hiện trường lúc mà mấy ổng vừa mới cắm xong chứ không có cái dấu hiệu gì á là giật câu lên cả. Thì từ đó về sau hai cái ông này không bao giờ dám ra chỗ cái khúc sông này để mà cắm câu nữa. Thì đây là chuyện xảy ra với hai ông hàng xóm trong xóm của chị ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện nữa, câu chuyện này á cũng về một cái anh khác mà sau khi cái vụ anh Thanh này xảy ra thì tầm khoảng chừng mấy năm sau á là trong xóm của chị ba lại tiếp tục có một cái người thanh niên đó cũng rất là quậy phá cha mẹ nói cỡ nào cũng không nghe tối ngày đi chơi đi bời với lại chúng bạn xấu không thành ra hôm đó đó ba mẹ của anh này mới quyết định là sẽ nhốt ảnh trong phòng thì khi mà nhốt không cho đi chơi á thì mọi người mới nói rằng là coi chừng nhốt nó nó tự giận á nó tự giận mất công lắm thì lúc này ba mẹ của ảnh mới vô phòng mới lấy hả là, là coi coi trong phòng có giật nhọn dao kéo dây thừng gì đó nói chung á là đem ra hết để cho anh này không có một cái gì để mà có thể tự tử nha các bạn thì cái ngày đầu tiên á là gia đình cũng đem cơm vô ảnh ăn bình thường tới cái ngày thứ hai cũng bình thường nhưng mà tới cái ngày thứ ba khi mà mẹ của ảnh bưng cơm vô thì thấy rằng cái anh này đã chết rồi mà các bạn biết anh chết bằng gì không ảnh chết đó là Anh lấy cái mùng á các bạn cái mùng văn để mà ngủ á thì anh lấy cái mùng đó ảnh quấn lại mà không biết làm sao cái lực tay nó mạnh như thế nào mà cái cái xiết á cái xiết quấn lại nó rất là cứng nó cứng lắm các bạn thì sau khi mà quấn xong nó xiết như vậy thì anh này tự cột mà không phải là treo lên cao đâu mà tự cột lên cổ của mình ngồi trên giường và chết luôn thì khi mà thấy cái chết kỳ quái như vậy Mọi người nói rằng đó, cái đó là thần vòng Tại vì đó, có thể là do anh này muốn thắt cổ ảnh quấn xong rồi là Mà các bạn nghĩ đi Thí dụ như cái cọng dây thần đi Thì nó cứng Nó cứng và khi mà mình quấn vô cổ nó siết đúng không Còn đằng này đây là một cái mùng Đây là một cái mùng nha Cho nên nó là thí dụ như Có siết vô cổ thì nó vẫn mềm so Với lại cọng dây thần rất là nhiều Mà không hiểu sao anh này vẫn chết và không hiểu sao ảnh lại quấn được cái cái mùng mà nó 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 siết chặt như vậy nữa các bạn rồi không biết làm sao mà ảnh ngồi trên giường mà ảnh lại tự quấn ảnh chết như vậy thì đây là cái câu chuyện mà trong sớm của chị rồi tiếp theo nữa cũng về thần vòng thất cổ ha là trong sớm chị có một đôi vợ chồng hai vợ chồng này á hôm đó là gây lộn với nhau thì khi mà gây lộn qua gây lộn lại vậy ông chồng mới bực quá ông mới bỏ đi thì bà vợ nhà mới tức chồng mình cho nên bà ấy muốn tự dẫn thì lúc này bà mới đi ra làm sao bà lấy cọng dây thần á bà mới hả là lên xong rồi bà mới treo cái cọng dây thần lên cao bà mới lấy cái ghế bà đứng thì sau này bà kể lại rằng khi mà bà đứng lên ghế á thì giống như là mới nãy muốn chết nhưng mà bây giờ không muốn chết lúc mà leo lên ghế bà mới nghĩ rằng là thôi sao tự nhiên phải chết tự nhiên phải chết là bà tính leo xuống rồi thì mặc dầu cái tay bà không có đụng vô dây thần nha bà chỉ mới leo lên ghế bà đứng rồi bà suy nghĩ rằng bà không muốn chết nữa bà tính nhảy xuống đó nhưng mà lúc đó bà nói cái cọng dây thần nha tự nhiên á là nó quạt qua và nó chồng vô trong cái cổ của bà rồi nó hả là làm sao mà cái ghế dưới chân đó, nó nó xiết vô cổ đó. thành ra bà mới dục chảy các bạn thì cái ghế dưới chân bà nó văng ra thì lúc đó bà xém chết rồi nhưng mà may mắn là ông chồng về kịp ổng mới gỡ bà vợ xuống nhưng khi gỡ xuống mặc dầu đã gỡ xuống rồi mà cái cọng dây này á là nó cứ siết nha các bạn nó cứ siết giống như là nó ai mà có một cái lực mà cố gắng siết cổ bởi vậy đó thì nó cứ siết quá trời thì ông này quán hết trơn mới cố gắng cố gắng thì hơn ổng dùng sức á thì ổng tháo cái cọng dây ra được mới giục cái cọng dây qua bên thì lúc đó ha cọng dây này á nó nó quằn quại nó quằn quại giống như con rắn mà bị đập đầu vậy đó các bạn nó giật giựt giựt vậy đó thì ông này ông đã lấy một cái một cái thúng nè ông mới chụp vô trong cái cọng dây thì cái cọng dây ở trong thúng mà nó cứ giật giật như con rắn vậy đó thì sau đó ông mới chạy ra sao ông lấy cái rửa đó để mà ông dở cái thúng lên Ổng chặt cái cọng dây ra làm mấy khúc thì khi mà bị chặt ra vậy cọng dây này nó chảy máu và nó cũng không còn dãy dụa nữa các bạn sau đó bà vợ mới kể lại rằng mới nãy là tính tự dẫn đó nhưng khi mà leo lên chưa có kịp đụng vô hai cái tay vô cọng dây nữa thì lúc đó bà đã suy nghĩ lại bà không muốn chết rồi nhưng mà tự nhiên cái cọng dây nó đang vậy đó cái nó quạt qua giống như là nó muốn trồng vô cổ của bà muốn giết bà luôn thì trong sớm người ta nói rằng đó là thần vòng thắt cổ các bạn thì tiếp theo một chuyện nữa câu chuyện này là do chị dâu ba của bạn đã trải qua nè thì chị kể rằng do hồi nhỏ gia đình của chị rất là khó khăn cho nên đó là chị không có được học tới nơi tới chốn Vào cái năm đó chị đã nghỉ học Năm đó chị cũng 13, 14 tuổi rồi Thì chị mới đi chăn dịch phụ với lại ba mẹ của chị cái lúc mà đi chăn dịch á, lúc đó chị rất là khát nước Mà kế bên ngay chỗ chị chăn dịch có nguyên một cái vườn trái cây rất là lớn Thì khi mà nhìn vườn trái cây này chị mới đi vô Mà lúc đó buổi trưa nha Chị mới vô trong vườn trái cây đó chị tính rằng chị sẽ kiếm trái cây hái để mà ăn cho nó giải khát thì khi mà đi vô á tự nhiên chị cảm giác giống như là nó ớn lạnh giống như trong đó là nó âm u lắm mà trong khi buổi trưa thì nó ớn lạnh và chị nghe mùi đồ ăn rất là thơm mà trong khi trong cái vườn đó nó lớn lắm không có nhà cửa gì hết trơn á thì tới mùa người ta mới vô đó người ta hái trái cây thôi thì trong đó hoàn toàn không có người không có nhà vào thời điểm đó nhưng mà chị lại nghe cái mùi đồ ăn á ai nấu rất là thơm rất là nồng nặc luôn Chị mới sực tỉnh lại Nhớ lại lời của mẹ mình dặn Chị mới chạy ra ngoài Chứ không có dám ở trong giường cái cây đó nữa Tại vì là hồi trước đó Khoảng mấy năm là có thằng bé Thì thằng bé này nó bị ma giấu Vô trong cái vườn trái cây đó Sau khi mà mọi người Thấy nó đem nó về Thì nó kể rằng là hôm đó nó đi chơi Rồi nó thấy vườn trái cây Nó cũng chạy vô tính thấy cái cây ăn Thì khi mà vô tự nhiên nó nghe Cái mùi đồ ăn thơm lắm thì nó nghe mùi đồ ăn thơm nó khoái nó đang đói bụng nữa cho nên nó cứ đi theo cái mùi đồ ăn đó đi sâu vô trong vườn thì một hồi sau nó thấy một bà cái bà này bà mới ngoắt nó bà kêu con con à, thèm đói bụng không con thèm đồ ăn không vô đây vô đây gì cho con ăn nè thì nó đã đi theo bà thì tới khi mà nó theo bà rồi nó không biết gì hết xong rồi tới cái lúc người lớn kiếm được kiếm khắp nơi cho tới khi mà vô cái giường cái cây này á ban đầu không thấy nhưng mà sau đó chó mực nó sủa ngay một cái hố thì cái hố này cũng không có sâu đâu các bạn mà ở trên nó là lá không à thì con chó mực nó cứ sủa sủa thì mọi người mới xuống mới đào cái lá lên thì thấy thằng nhỏ đang nằm dưới trong miệng thằng nhỏ toàn là sình bùng không lúc đó mọi người mới rinh nó về thì sau đó nó mới nói rằng là nó đi vô đó nó tính thấy cái cây nó nghe mùi vậy đó thì nó gặp bà đó làm sao làm sao vậy đó thì lúc này á là À, cái vụ đó đó là mẹ của bạn dặn á là từ đây về sau mà cứ đi vô chỗ nào nha mà chỗ đó vắng người không có nhà cửa mà tự nhiên đang đi bình thường cái mình nghe cái mùi giống như mùi người ta nấu đồ ăn mùi thơm à, của đồ ăn mùi thơm của trái cây này nọ đó thì mình nên là niệm Phật, bấm tay niệm Phật rồi mình ra khỏi cái chỗ đó liền tại vì cái mùi đó là giống như cái mùi hương mà ma nó tạo ra để mà cho mình đó là u mê mình đi theo rồi mình sẽ bị ma giấu. Thì á khi mà chị nghe cái mùi thơm như vậy là chị nhớ lại lời mẹ chị dặn liền cho nên chị bấm tay chị niệm Phật chị chạy ra khỏi cái giường trái cây đó liền các bạn. Mặc dầu chị không thấy gì hết nhưng mà chị đã nghe rõ ràng cái mùi như thế mà trong đó không có nhà cửa gì cả. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta Thì không biết rằng đó là à, thiệt tình nó thi kể quá nhiều chuyện rồi Các bạn thi kể 1.400 mấy mấy tập rồi, năm mấy tập rồi cho nên nó là cứ mỗi một tập đó là cũng trung bình ba chuyện có khi bốn năm chuyện thành ra nếu mà tính ra là thi đã kể mấy ngàn chuyện ma người ta gửi về rồi cho nên nó là có nhiều chuyện thi đọc thì thấy nó rất là quen mà có nhiều chuyện đó là thi đọc thì thấy lạ quá à thì đó thi đọc mấy chuyện này thì thi thấy vừa quen vừa lạ, thiệt tình những các bạn không biết sao thành ra nếu mà thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm nha nhưng mà bạn nhất quyết rằng đó là thi chưa kể mấy chuyện này cho nên đó là hôm nay thi kể thì các bạn xem thử coi là thi đã kể chưa hay là chỉ là mô tiếp giống giống nhau mà thôi thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1455 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1456. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào